Hoàng Vi xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5. Và thưa quý vị, ở phần 2 này, Hoàng Vi muốn cập nhật với quý vị một cái tin tức liên quan đến câu chuyện đường lưỡi bò của Trung Quốc đó mà có gắn liền với phim Bobby, một cái bộ phim bom tấn của Mỹ và đầu tư với số kinh phí rất là lớn lên đến hơn 100 triệu đô la Mỹ và được dự kiến đó là sẽ chiếu ở Mỹ vào ngày 21 tháng 7 này và cũng đồng thời chiếu ở các nơi trên thế giới luôn là trong đó có Việt Nam. Việt Nam đã cách đây vào hôm ngày 3 tháng 7 đã cấm cái phim Barbie không có được chiếu bởi vì lý do là có cái đường lưỡi bò. Và đúng là thật khó tưởng tượng nha thưa quý vị um, nếu mà việt nam hay là bất kỳ một ai là người việt nam đó mà lại có thể chấp nhận được cái đường lưỡi bò này xuất hiện trong cái phim bom tấn của mỹ bởi vì đối với người việt á, thì cái sự chủ quyền lãnh thổ và sự đe dọa đến từ trung quốc á, vẫn là những cái chất xúc tác chính để khơi dậy chủ nghĩa dân tộc và lòng yêu nước đối với người việt nam có người nói hai ý, có người nói là tại sao lại nâng quan điểm quá nhiều như vậy. Phim ảnh là phim ảnh, chính trị là chính trị, đừng có nhập nhằng vô. Cái ý này đó là bên phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc là bà Mao Ninh có đưa ra là vào ngày hôm ngày 5 tháng 7, chúng tôi đã gửi đến quý vị rồi. Bà nói trời ơi, nhập quý vị tách bạch ra hai thứ đi, đừng có nhập nhằng. Nhưng mà không thể mà không thể tách bạch được thưa quý vị. Bởi vì quý vị nhớ không, cũng chính ông Vương Nghị, ông Vương Nghị ngày hôm qua, ông lại ông lại tuyên bố một cái câu rằng những người dân Nhật và Hàn đó đừng có mà theo đuôi của Mỹ và Tây phương. Quý vị cho dù á, mà có đi nhuộm tóc, quý vị có nâng mũi lên cho cao cho giống người Tây phương, nhưng mà mãi mãi quý vị chỉ là da vàng và mũi tẹt và mắt một mí giống chúng tôi mà thôi. Thôi thì cùng mà mà hợp tác với bên Trung Quốc và đừng có ngã về phía Tây phương. Đó là cái lời phát biểu mà nó mang cái yếu tố chủng tộc, sắc tộc rất là nhiều thưa quý vị chính ông vương nghị của Trung Quốc đó đã gộp cái yếu tố chính trị và sắc tộc vô thì bây giờ bà Mao ninh bà nói là giờ tách chính trị với lại văn hóa ra đó là điều không tưởng đó là điều không tưởng và cũng bởi vì thưa quý vị nếu như quý vị hình dung là những cái đứa trẻ nhỏ những cái trẻ em đó nó xem những cái bộ phim này nó cảm thấy nó rất là sung sướng quý vị biết đó, cái cái sự ảnh hưởng từ phim ảnh và nhạc họa và văn chương á, nó tác động vô đời sống và tư tưởng của con người rất là nhiều nhất là những cái nhóm mà tuổi trẻ mà thanh niên mới lớn thì bây giờ nó gần như nó nhìn thấy những cái đường lưỡi bò xuất hiện trong phim như vậy thì làm sao mà nó không nghĩ rằng đây là cái điều mặc định đây là cái điều đương nhiên mà và nó sẽ đi cùng năm tháng với cái đường lưỡi bò đó đó là điều mà việt nam lo ngại cho nên việt nam cấm cái phim được uh, bobby là đúng chúng ta khoan đi xa hơn và nói rằng vậy thì Việt Nam có thực sự chống Trung Quốc hay không? Và rằng trước đó ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng phải đi qua đó rồi gặp ông Tập Cận Bình rồi nói rằng sẽ không có bất cứ gì, một cái thế lực nào che ngang giữa mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam. Rồi cái câu chuyện là khi mà tàu USS Ronald Reagan cập cảng Đà Nẵng thì Việt Nam cũng có những cái chương trình trực tiếp để mà nhắc lại những cái tội ác của bên phía Mỹ đã làm đối với Việt Nam để mà xoa dịu Trung Quốc trong cái chuyện và gửi thông điệp rằng là chúng tôi có có mối quan hệ đối với Mỹ nhưng mà chúng tôi không bao giờ ngã về phía Mỹ. Chúng ta khoan đi xa đến những cái chuyện đó. Mà ở đây chỉ dừng lại việc là Việt Nam cấm cái phim Barbie có cái đường lưỡi bò thưa quý vị là đúng. Bên phía Philippines xin cập nhật với quý vị Philippines ngày hôm nay nè, họ cũng đưa ra cái tuyên bố là họ sẽ xem xét coi có cho phép mà phát cái phim Barbie ở Philippines hay không. Họ chưa có đi hẳn đến kết luận là cấm nhưng mà nói là xem xét. Nhưng mà cũng đồng thời ngày hôm nay phía quân đội của Philippines thưa quý vị đã cất lên cái lời chỉ trích và ta tháng đối với bên phía Trung Quốc. Họ nói rằng ở Trung Quốc ngày càng bành trướng hung hãn và có cái hành động rất là đáng báo động khiêu khích ở trong Biển Đông. Hồi, hồi, tháng 2, theo lời Philippines nói, chỉ có khoảng 17 tàu cá là đi vô cái vùng biển của Philippines gây ra cái đe dọa an ninh ở bãi cỏ rong, vốn rất là giàu cái nguồn dầu mỏ và khí đốt đó thưa quý vị thì hồi tháng 2 chỉ có 17 cái tàu cá thôi. Nhưng mà đến bây giờ, Philippines tố cáo là có tới 47 tàu cá của Trung Quốc đã ngang nhiên xâm lăng xâm vào cái vùng biển của Philippines. Và Philippines yêu cầu là phải dừng lại. Đó, có lý do để mà người ta tố cáo Trung Quốc chứ không phải không? Và bên phía công ty mà sản xuất ra cái phim Barbie là Warner Bros. Thưa quý vị, ngày hôm nay họ chính thức đưa ra cái lời tuyên bố. Họ nói rằng á, là cái bản đồ trong phim Barbie này, á, trong Barbie Land, á, nó chỉ là một cái bức vẽ mệt ngoạt bằng cái màu chì crayon của trẻ con đó chỉ là cái sản phẩm trong cái trí tưởng tượng của trẻ con thôi khi mà cái cô Barbie này đó mô tả cái hành trình giả tưởng của mình đi từ cái thế giới của Barbie Land mà bước vô đời cuộc đời thực đấy là chuyện trẻ con thôi mà có chuyện gì đâu đâu có chuyện gì đâu mà phải làm làm loạn làm nhặn xị lên nhưng mà thưa quý vị cái câu từ chuyện trẻ con nhưng mà nó phản ảnh một cái thực tế ở ngoài đời sống và nếu như cái đám nhỏ bọn trẻ con nó cứ lớn lên như hồi nãy hoàng vi thưa nó cứ lớn lên theo cùng năm tháng với những thứ phim ảnh nhạc họa những cái thời trang và tất cả những những về mọi mặt của đời sống mà nó được gọi là tuyên truyền và xem như cái đường lưỡi bò này á là một cái chuyện là mặc nhiên á thì đây nó sẽ mang lại một cái tác hại rất là lớn. Và quý vị nhớ không Hoàng Vi có thưa đây là cái chiến lược rất là nham hiểm của bên phía Trung Quốc cài cắm cái đường lưỡi bò vào khắp nơi từ những cái sản phẩm văn hóa và cả những cái cuốn passport mà họ cho công dân của họ đó đi khắp nơi và được nhập cảnh vào các nước. Và sau này họ sẽ lấy ra họ nói là thấy chưa đường lưỡi bò đã xuất hiện khắp nơi và đã đừng được công nhận chứng tỏ rằng là cái khu vực này ở trên cái vùng biển Đông đó, đang tranh chấp đó, là của chúng tôi đó là cái tác hại rất là khôn lường thưa quý vị và nhưng nói về Trung Quốc thì ngày hôm qua Hoàng Vi cũng có thưa về cái chuyện là bà Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen đã đặt chân đến Trung Quốc thưa quý vị. Và trong cái nỗ lực bà nói rằng thật là ngu ngốc khi nghĩ rằng giữa Mỹ và Trung Quốc là phải đứt đoạn ra. Không thể nào có chuyện đó. Đó là lời tuyên bố của bà trước khi đi sang Bắc Kinh và ngày hôm qua bà đã đến bắc kinh rồi và hoàng vi cũng có nói luôn là đón tiếp bà đó thì cũng không phải là kèn trống gì mà nó long trọng đâu cũng là một cái cuộc đón tiếp nó rất là giản dị khiêm tốn nhưng mà nó có một cái thời tiết trung quốc trước đó đó thì bị những cái cơn nắng nóng nóng đến thiêu đốt tâm can và sau đó là cả những cái cơn mưa rất là dữ dội gây ra ngập lụt nhưng có một cái chi tiết không phải nói theo cái kiểu là tâm linh mà khi bà Janet lên đặt chân lên Trung Quốc á, thì là đón bà bằng một cái khí hậu rất là mát mẻ Hoàng Vi đã thưa quý vị vào ngày hôm qua Hoàng vị có nhớ không thì ngày hôm nay đây thưa quý vị thông tin về cái cuộc gặp đó đó thì ông Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đó đã nói một cái câu ví von rất là hay ông nói rằng á là đón ngày hôm qua khi bà đến sân bay và xuống phi cơ, cầu vong đã xuất hiện và tôi nghĩ điều đó cũng có thể áp dụng cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Sau giai đoạn giông tố, chúng ta chắc chắn có thể thấy cầu vong. Đó là lời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nói với Bộ trưởng Ngân khố Janet Yellen tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày hôm nay. thưa quý vị Và nó chứng tỏ một điều gì? Nó chứng tỏ một điều rằng Trung Quốc đã có cái thái độ dịu giọng hơn rất là nhiều dịu giọng hơn rất là nhiều và nói như Hoàng Vi đã gửi đến quý vị ngày hôm qua đó có lẽ Trung Quốc cũng hiểu được cái việc là cần phải đàm phán với lại Mỹ Trung Quốc không thể nào tách rời Mỹ cũng như Mỹ vẫn cần Trung Quốc bởi vì hai cường quốc trên thế giới cần phải giải quyết những vấn đề chung của toàn cầu và Trung Quốc đang lao đao những cái vấn đề về kinh tế Trung Quốc không còn ở cái thế chễm chệ chễm chệ từ này quý vị nghe quen không không còn ở thế chễm chệ là bởi vì đây là công xưởng của thế giới ở đây giải quyết những cái vấn đề rất là hệ trọng của thế giới kinh tế trung quốc đang lao đao lạm phát đang cao tỷ lệ thất nghiệp đang cao các cái công xưởng đang người ta đang dần rời bỏ trung quốc để tìm những cái địa điểm khác thay thế trung quốc không thể nào mà xa rời khỏi mỹ cho nên là trong cái cuộc gặp này đó thì bà janet yellen sẽ bàn với những cái giới chức kinh tế bên phía trung quốc những cái vấn đề quan hệ song phương lành mạnh và đặc biệt là về những vấn đề kinh tế và bà janet yellen theo truyền thông thuật lại Riders reuters thuật lại thưa quý vị thì bà cũng có quở trách trung quốc về một số những cái biện pháp trả đũa mà trung quốc đã cấm đoán với những cái công ty những cái tập đoàn mỹ đang có những cái hoạt động ở trên đất trung quốc và ngược lại trung quốc cũng đang yêu cầu phía mỹ là dỡ bỏ những cái hàng rào thuế quan cũng như là những cái lệnh trừng phạt đối với những cái cá nhân và thực thể của Trung Quốc thì không rõ là bà Janet Yellen trả lời như thế nào chúng ta phải chờ đợi trong thời gian sắp tới và có một cái chi tiết nữa có một chi tiết nữa cũng liên quan đến Trung Quốc mà nãy ở cái phần lưỡi bò đó Hoàng Vi có nhân tiện có có nhắc lại đó là cái lời tuyên bố của ông Vương Nghị vào một cái ngày hôm trước ông có nói ý đó thưa quý vị là bây giờ những cái nước ở châu Á ông nhìn thấy là bây giờ cứ ngã về phía Mỹ rồi Nam Hàn nè rồi Nhật Bản nè rồi Úc nè rồi Phi nè rồi Việt Nam cũng đang trong cái thế ngoại giao cây tre lắc, lắc qua lắc lại nhưng mà cũng có xu hướng là ngã về phía Mỹ nhưng mà ông Vương nghĩ đưa ra cái lời thông cái thông điệp rằng đó đó mọi người đừng có nghĩ là mọi người nhuộm tóc hay là nâng mũi thì sẽ trở thành người Tây phương mãi mãi chúng ta thuộc về nhau chúng ta chủng tộc chúng ta giống nhau từ cái lời tuyên bố đó của Vương Nghĩ đã gây ra một cái làn sóng bảo mạng và người ta chỉ trích rất nhiều về lời tuyên bố của một trong những cái giới chức hàng đầu của Trung Quốc thưa quý vị. Họ nói rằng tại sao lại đưa cái vấn đề chủng tộc vô cái câu chuyện chính trị như thế này. Đó là ý thứ nhất. Và họ nói rằng là dù À, thông điệp của ông Vương Nghị sẽ không bao giờ được người dân Nhật Bản và Nam Hàn đón nhận. Chẳng lẽ ông ấy thực sự cho rằng lợi ích của quốc gia kém quan trọng hơn bề ngoài ư? Ừ. Có nghĩa là gì? Ông Vương Nghị cố tình dùng cái yếu tố bề ngoài và yếu tố chủng tộc để mà lôi kéo người Nhật và người Nam Hàn. Nhưng mà người Nhật và người Nam Hàn họ không có si khờ họ biết rằng nếu mà gắn với trung quốc á, thì cái kết quả cuối cùng cái tương lai nó cũng chẳng tốt đẹp gì họ phải tìm đồng minh và rõ ràng chúng ta biết rằng á, là không có kẻ thù vĩnh viễn và không có bạn không có đồng minh vĩnh viễn nhưng ít nhất là cái người đồng minh đó có thể giúp họ để mà chống cự lại cái sự bành trướng của trung quốc rồi bên phía Mỹ này thưa quý vị, những cái tổ chức mà về dân quyền hay là những tổ chức về cộng đồng thiểu số ngay tại Mỹ này, ngày hôm qua giờ họ cũng ném đá tơi bời ông Vương Nghị. Ví dụ như họ nói ông Vương Nghị tuyên bố là Nhật người Nhật và người Nam Hàn không có bao giờ trở thành người Tây phương người Mỹ được hả? Ông sai lầm, những người này vẫn có thể trở thành người Mỹ bằng cách là khi đến Mỹ rồi, họ có thể thi quốc tịch và sau đó họ có thể trở thành công dân Mỹ chấm hết. Tuyên bố của ông Vương Nghị rất là sai lầm và rõ ràng ở trong suốt thời gian qua theo lời ông giám đốc của Trung tâm nghiên cứu Á châu tại tổ chức The Heritage Foundation, ông nói là Vương Nghị Ông không thấy là trong thời gian qua bao nhiêu hàng chục, hàng trăm ngàn người Nam Hàn và người Nhật Bản đã trở thành công dân Mỹ hay sao? Họ đã trở thành người Mỹ đó. Họ có cần phải nâng mũi, họ có cần phải, phải nhuộm tóc hay là thay đổi màu da gì đâu. Họ vẫn trở thành một công dân Mỹ rồi. Đó là cái lời tuyên bố mà Hoàng Vi cũng muốn gửi đến quý vị uh, cập nhật về cái lời phát biểu mà rất là buồn cười của ông Vương Nghị ngày hôm qua. Nhưng mà cái câu chuyện này nó cũng buồn cười nữa nè thưa quý vị câu chuyện này chắc chắn là rất là buồn cười rất là thú vị liên quan đến một cái cuộc đấu tay đôi giữa hai ông tỷ phú đó là mark zuckerberg và ông elon musk thưa quý vị nó xuất phát từ một cái lời thách đấu của elon musk elon musk hỏi uh, mark zuckerberg mà đăng lên trên twitter chơi không đấu không mark zuckerberg là ông chủ của meda là công ty mẹ của facebook đó, đã trả lời lại địa điểm đi và cuối cùng thưa quý vị mọi người cứ nghĩ rằng là đây chỉ là những cái chuyện bông đồ hay là kiểu chém gió trên mạng thôi nhưng mà không ông chủ tịch của liên đoàn ufc á, ông này nói không đâu có vẻ như mọi thứ nó đã trở thành sự thật khi mà mỗi ngày nha ông đều có những cái cuộc gọi nói chuyện tiếp xúc với cả hai bên luôn về những cái thông tin để tổ chức cái cuộc so găng thực sự ở ngoài đời như thế này thực sự ở ngoài đời như thế này và ông nói đó nếu như mà cái trận đấu này mà thực sự xảy ra đó, nó sẽ chiếm sóng và nó sẽ thu hút cái sự chú ý hơn tất cả những cái trận đấu nào khác xảy ra trên cõi đời này luôn là về cái cuộc so găng của hai ông tỷ phú. Và một lần nữa theo lời ông chủ tịch của UFC, ông nói là trong vòng 10 ngày vừa qua đó, ngày nào cái dàn cố vấn của hai bên cũng liên lạc với lại bên phía của ông đó, để mà bàn thảo những cái nội dung để mà tổ chức cho cái trận đấu. Elon thì đầu tiên nói là địa điểm yêu thích là đấu là diễn ra ở Las Vegas, ở Vegas nè. Chơi không? Bên phía Mark Zuckerberg bên Meta Facebook thì nói rằng cũng được. Nhưng mà sau đó Elon Musk không hiểu làm sao đòi đấu thôi. Bây giờ chuyển đến đấu trường La Mã luôn cho nó oách. Thì những cái chi tiết này đó thì nghe ra có vẻ như nó hơi là mang tính là chém gió trên mạng. Nhưng mà chúng ta chờ đi thưa quý vị, chúng ta chờ xem. Bởi vì bên phía Elon Musk và cả Mark Zuckerberg đều có đăng tải những cái hình ảnh họ đang tập luyện thực sự với những cái chuyên gia trong cái, trong về, về, về thi đấu cái bộ môn này. Thì chúng ta phải chờ. Nhưng mà nó có điều như thế này nè. Vậy thì bây giờ hai bên mà đấu với nhau á thưa quý vị, thì nó có, nó có tương xứng không? Bởi vì bây giờ quý vị thấy bên góc phải là Elon Musk trước khi mà đấu đó, trước khi mà vào một tuần trước đó mẹ của Elon Musk lên đang đăng đàn và nói là con ơi thôi đừng có đấu mà đấu làm sao mà nó nguy hiểm cho con và Hoàng Vi đọc thấy ở trên Reddit á những cái dòng bình luận người ta nói đúng là mấy cái bà mẹ cứ ấm con nó già như vậy rồi mà giờ còn ấm con mà lên mà ngăn cản gì cứ để cho con nó đấu nó đấu nó thắng nó thua gì cho nó lớn lên nó thành người Hoàng Vy thực sự là đọc thấy những comment đó trên Reddit nha thưa quý vị. Rồi hai ngày hôm sau cha của Elon Musk lên nói rằng, thôi Musk ơi, con đừng có đấu, con đấu làm sao với cái thằng kia, cái uh, Mark Zuckerberg bây giờ đó nha con mà thua thì nó cũng xấu hổ lắm mà con mà thắng thì người ta cũng nói là con lấy thịt đè người bởi vì sao thưa quý vị, quý vị nhìn lại ban kỹ thuật cho chúng tôi nhìn lại hình đó đi bởi vì á Mark Zuckerberg, ông chủ của Meta Facebook bên góc trái đó, rồi Elon Musk là bên góc phải. Hai cái body đó là không phải của hai người này đâu, người ta ghép vô thôi thưa quý vị. Nhưng mà Mark Zuckerberg thua, có nhiều cái thua xa Elon Musk. Thua cái gì? Thua về số tuổi nè, Mark có mới có 39 tuổi, Elon Musk tới 51 tuổi. Thua về cân nặng luôn thưa quý vị, là Mark Zuckerberg thua Elon Musk tới 31 kg thua về thói quen sinh hoạt luôn là Mark Zuckerberg đó là tập luyện đủ thứ các loại võ rồi mỗi một ngày là vẫn chạy ra chạy bộ rất là nhiều trong khi đó Elon Musk thì làm gì chẳng tập luyện gì hết và trong suốt cái thời gian vừa qua thì thấy là suốt ngày chỉ có ăn ngủ trên Twitter thôi ngay tại trụ sở chính của Twitter ở tầng 10 của của của, của trụ cái building của Twitter kể từ khi mà ông tiếp ông ông mua lại Twitter đó thì quý vị cũng biết rồi một cái sự mà Trader nó chìm sâu trong cái khủng hoảng hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác và bao nhiêu cái xáo trộn nó xảy ra đối với Twitter thậm chí là những cái nhà đầu tư á, người ta có lên tiếng cảnh báo người ta nói là nếu như mà Twitter mà cứ được ông Elon Musk mà lèo lái đi theo hướng này á, là nó sẽ mất rất nhiều những cái giá trị cổ phần của Twitter cho nên á, Mark Zuckerberg thua đủ thứ hết trong đó thua luôn cái nữa là thưa quý vị nãy giờ Hoàng Vi liệt thiếu một cái Mark Zuckerberg thua cả cái độ mà khùng khùng của Elon Musk. Rõ ràng Mark không thể nào mà đọ với mớt về cái chuyện mà khùng điên. Quý vị nhớ cái ngày đầu tiên mà Elon Musk xuất hiện ở trên Twitter mà được truyền thông thuật lại hàng loạt. Ông đem theo cái gì? Ông đem theo một cái bồn rửa mặt, ông kè kèm ôm bên mình như vậy nè. Và hứa hẹn rằng Twitter sẽ trở nên sáng chói, sẽ trở thành một cái nền tảng mạng xã hội mà nó mang cái yếu tố là độc lập, nó không bị kiểm duyệt như trước giờ, nó không mang tính đảng phá như trước giờ. Nhưng mà rồi sau sao, sao? Hồi bầu cử giữa kỳ, Elon Musk lên nói rằng Ôi quý vị ơi, quý vị hãy đi bầu cho đảng Cộng Hòa đi, tôi cũng bầu cho đảng Cộng Hòa đây. Đó là lời tuyên bố của Elon Musk. Rồi trong cái tuần vừa rồi, người ta nhìn thấy một cái tuần rất là nhức đầu đối với Twitter. Bởi vì những cái policy mà Elon Musk đưa ra đó bị dân tình người ta phản đối. Ví dụ nha, là hạn chế không cho người dùng nếu như mà không có sign in, không có đăng nhập vô với tài khoản Twitter là sẽ không có đọc được. Lý do Musk nói là sợ bên thứ ba nó cướp những cái data, những cái dữ liệu của Twitter. Cái chuyện này cũng bị dân tình người ta phản đối rất là nhiều. Và cái policy nữa mà bị dân tình Twitter mà người ta chỉ trích rất là dữ dội đó là hạn chế cái số lượng post. Đầu tiên là cho người ta xem uh, uh, giới hạn xuống chỉ còn có 6.000 tweet mỗi ngày. Tức là nếu mà đăng nhập trở thành thành viên của Twitter rồi mà chỉ đọc được có 6.000 tweet mỗi ngày thôi, hơn nữa là không có được, có khi là phải trả tiền thêm để mới đọc. Đó, những cái chính sách và nó cứ thay đổi đi, thay đổi lại hoài làm cho người dùng người ta, người tiêu dùng, người dùng, người dùng Twitter người ta ngán ngẩm trong khi đó có một cái cú nóc ao rất là lớn mà mark zuckerberg vừa tung ra ngay trong tuần này và làm cho elon musk cảm thấy rất là chao đảo và chính choáng thưa quý vị cái đó là gì hoàng vi xin phép được trở lại sau ít phút dành cho thương mại